Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đang trở lại với bản tin của Từ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, một câu chuyện liên quan đến bầu Đức và liên quan trực tiếp đến Ruud Pauser, và chúng tôi ở đây nói đến từ bán máu có lẽ cũng chẳng sai. Đó là việc bầu Đức nếu không bán máu thì đã không có Ruud Pauser ngày hôm nay. Cụ thể đó là câu chuyện liên quan đến huấn luyện viên Hoàng Tuấn. Ông ấy đã bị hụt ghế ở tuyển Việt Nam tới tận 2 lần. Và bầu Đức khi đó đã phải chiến đấu và thậm chí là phải là bán máu thì mới có được Ruud Pauser. Đương nhiên là huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ là người rất nuối tiếc khi mà ông đã có tới tận 2 lần đứng trước cơ hội ngồi vào ghế huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cụ thể vào năm 2012, huấn luyện viên Hoàng Tuấn làm trợ lý cho huấn luyện viên Phan Thành Hùng ở đội tuyển Việt Nam, và sau AFF Cup 2012 thì ông Hùng đã bị bay ghế vì đội tuyển Việt Nam có 2 trận thua và cùng với đó là một trận hòa, rớt từ ngoài vòng bảng. Và lúc đó thì có thông tin rằng là phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời huấn luyện viên Hoàng Tuấn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với mức lương là 200 triệu đồng trên một tháng và có thời hạn đó là 3 năm. Tuy nhiên cuối cùng thì VFF đã quay xe và lại chọn huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Và 5 năm sau, huấn luyện viên Hoàng Tuấn tiếp tục có cơ hội thứ hai để có thể là làm huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Tuấn khi đó thì đã thành công cùng với lứa U19 Việt Nam khi mà có được tấm vé lịch sử giúp cho đội tuyển U20 của Việt Nam dự World Cup năm 2017. Và Hồ Hiển khi đó được truyền thông đăng tải là một trong những người ủng hộ cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện trưởng của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, trong thời điểm đó thì Bồ Đức đã rất kịch liệt phản đối câu chuyện này, và ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Gia này đã cương quyết đấu đến cùng và mời huấn luyện viên Pauser về dẫn dắt cho đội tuyển Việt Nam. Và thời điểm đó Bồ Đức có nói thẳng rằng: "Tôi cứ nói thẳng ra, ông ấy giỏi hay là dở thì mọi người tự biết, và người khác cho rằng ông Tuấn giỏi nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Đơn giản nhất là hãy nhìn vào thành tích huấn luyện nên không thể nói là giỏi được. Nguyên tắc chọn một huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia là phải tìm người có thành tích xuất sắc. Đương nhiên không thể chọn ông Tuấn vì chưa có cái thành tích gì cả. Phải chứng minh được năng lực của mình bằng thành tích. Còn tôi mà nói nhiều quá thì một số người lại ngộ nhận không hiểu. Chứ người có chuyên môn cao thì chắc chắn không ai đánh giá cao ông Tuấn cả. Và một người chưa có thành tích như vậy thì làm sao mà có thể làm huấn luyện viên trưởng cho một đội tuyển quốc gia được." Đó là những gì mà Bồ Đức có chia sẻ. Và ông có nói thêm rằng: "Cần lưu ý, tôi không tranh cãi cái chuyện này. Tôi chỉ nói khách quan về tiêu chí làm huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia thôi. Chọn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia là phải có thành tích, phải có bằng cấp và phải có sự ghi nhận, chứ không phải muốn có là được." Và có một điều đặc biệt, đó là Bồ Đức không chỉ phản đối huấn luyện viên Hoàng Tuấn mà còn mời ngay Ruud Pauser về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, và thậm chí là Bồ Đức còn bỏ tiền túi ra để trả lương cho Ruud Pauser trong 2 năm đầu tiên. Và sau sự việc bị Bồ Đức phản đối thì như được biết, huấn luyện viên Hoàng Tuấn đang tiếp tục làm việc cùng U19 rồi U18 Việt Nam. Và đáng nói ra là 3 năm liền thì ông Tuấn không thể đưa U18 rồi U19 Việt Nam vượt qua được vòng bảng tại sân chơi tại Đông Nam Á được. Và giọt nước tràn ly về cái chuỗi thành tích kém cỏi của huấn luyện viên Hoàng Tuấn ở U18 Việt Nam, đó là thất bại 1-2 trước U18 Campuchia tại U18 Đông Nam Á 2019. Và sau đó thì ông đã nghỉ dẫn dắt U19 Việt Nam và giờ đây chỉ là dẫn dắt đội tuyển U17 mà thôi. Và nói về câu chuyện này thì chúng tôi cũng không muốn nói nhiều đến cái phát biểu vừa qua của ông Hoàng Tuấn nữa. Chúng tôi xin dừng nó tại đây và chỉ muốn nói về câu chuyện của Bồ Đức thôi. Đương nhiên là chúng tôi không phải là vì Bồ Đức thế nọ thế kia mà chúng tôi dành rất nhiều những lời khen ngợi dành cho ông ấy. Chúng ta phải hiểu rằng là ông ấy đã vì cái gì? Là vì bóng đá Việt Nam chúng ta mà thôi. Ông ấy đã mời Ruud Pauser về để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Và chẳng có cái ông bầu nào mà lại bỏ tiền ra để trả lương cho Ruud Pauser trong tới tận 2 năm đầu tiên với một mức lương có thể nói rằng cực cao như vậy so với những huấn luyện viên tại V-League cả. Chúng ta đặt ngược lại rằng là Bồ Đức được cái gì, chả được cái gì cả, đúng không ạ? Ông ấy luôn luôn sẵn sàng công hiến hết mình dành cho đội tuyển quốc gia, dành cho màu cờ sắc áo, và có những lúc là ông còn nói rằng là chức vô địch của Hoàng Gia Lai thậm chí không quan trọng bằng việc là đội tuyển quốc gia chúng ta có được cái gì. Và thực sự đó là quyết định quá đúng đắn của Bồ Đức khi mà ông đã sẵn sàng chống lại khá nhiều người để khi đó là mời huấn luyện viên Pauser về dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam, trả lương cho thầy Park. Vậy này thì với những hành động đó chúng ta mới có được một bóng đá Việt Nam có rất nhiều thành công vừa qua với rất nhiều chiến tích, và khiến cho không chỉ của Đông Nam Á mà khiến cho cả châu Á và thế giới phải ngưỡng mộ thán phục với những chiến binh sao vàng dưới thời của Ruud Pauser với rất rất nhiều những thành công. Vậy thì chúng tôi nói hai từ bán máu dành cho Bồ Đức trong cái thương vụ của Ruud Pauser khi mà đã cố gắng để không để cho Hoàng Tuấn dẫn dắt đội tuyển quốc gia khi đó được sự ủng hộ của Hiển, thì có đúng không ạ?
Hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lái nhé. Và một câu chuyện nữa thì cũng liên quan đến V-League. Thì vừa qua những câu chuyện có lẽ rằng nổi cội hơn tất cả mọi thứ, hơn cả những vấn đề về mặt chuyên môn trên sân. Thì câu chuyện vừa qua khi mà VPF tuyết còi về chiếc màn hình LED của câu lạc bộ Hải Phòng, thì mới đây câu lạc bộ Hải Phòng cũng đã lên tiếng và đã có một hành động khá bất ngờ liên quan đến việc sử dụng cái đèn LED này. Như được biết thì vào ngày 4 tháng 3 vừa qua thì câu lạc bộ Hải Phòng đã có văn bản phúc đáp VPF liên quan đến việc là đội bóng đất cảng vi phạm quy định về việc sử dụng màn hình LED. Trong văn bản phúc đáp ấy thì câu lạc bộ Hải Phòng thừa nhận sai sót khi mà vận hành bảng LED điện tử quảng cáo chạy quanh sân. Và đây là lần đầu tiên sân lạch chay lắp đặt cái hệ thống này, cho nên nữa không tránh khỏi những sai sót và ban tổ chức sân lạch chay sẽ sửa lỗi và mời đại diện của VPF xuống để phối hợp rà soát rồi kiểm tra trước trận đấu tiếp theo trên sân nhà của câu lạc bộ Hải Phòng. Trước đó thì màn hình LED trên sân lạch chay đã phát trực tiếp trận đấu Hải Phòng và Nam Định, trong đó có tình huống trọng tài Trần Đình Thịnh đã xem màn hình LED rồi sau đó là không công nhận bàn thắng vào lưới của Nam Định của cầu thủ đó là Triệu Việt Hưng. Và ngay sau đó thì VPF đã gửi công văn cảnh cáo ban tổ chức sân lạch chay và buộc câu lạc bộ Hải Phòng không được phát trực tiếp trận đấu trên màn hình điện tử trong sân khi mà đang thi đấu, và câu lạc bộ Hải Phòng có thể sử dụng màn hình điện tử để quảng cáo trước trận giữa hai hiệp và hiển thị tỷ số hoặc các hình ảnh cổ vũ ở trên sân. Và trong công văn ngày 4 tháng 3, câu lạc bộ Hải Phòng đã phản pháo và cho rằng VPF cần đưa ra dẫn chứng pháp lý cụ thể bằng văn bản dựa trên những quy định được ban hành để tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của câu lạc bộ Hải Phòng. Và câu lạc bộ Hải Phòng cũng đề xuất là được tiếp tục phát trận đấu trên màn hình lớn, thế nhưng cam kết rằng là sẽ không để xuất hiện những tình huống nhạy cảm, quay chậm trong lúc trận đấu đang diễn ra. Và với cá nhân của chúng tôi thì thông tin này chúng tôi có một ý kiến như sau. Thực tế thì việc có lẽ rằng việc cấm sử dụng cái màn hình LED này ở trên sân vận động là một điều tôi nghĩ rằng là không hợp lý. Thực tế là đương nhiên là chúng ta được quyền, được phép là sử dụng những màn hình này. Nhưng với câu lạc bộ Hải Phòng thì tôi có một ý kiến nhỏ thôi. Đó là chúng ta cũng không nên chiếu những tình huống quá nhạy cảm ở trên sân. Bởi thực tế ra là chúng ta đều biết là vấn đề trọng tài tại V-League như thế nào rồi. Cũng có rất nhiều những sai sót, những yếu kém mà đương nhiên những quyết định sai lầm sẽ được đưa ra. Và khi đó khi mà chưa kịp nhìn lên màn hình thì trọng tài đưa ra quyết định thì sau đó nếu là bẻ còi. Và với việc là có những màn hình ở trên sân như thế này sẽ mang đến rất nhiều những vấn đề. Một mặt là nếu chúng ta lắp va thì đương nhiên cái câu chuyện đó lại khác. Khi đó sẽ có luật về va thì chúng ta trọng tài có quyền được thay đổi quyết định của mình. Nhưng đây không phải là va. Và hy vọng rằng là Hải Phòng họ vẫn sẽ giữ được cái màn hình của mình, vẫn sẽ được chiếu những tình huống đang nóng bỏng ở trên sân để cho tất cả khán giả có thể được xem. Thế nhưng rõ ràng là những cái tình huống quá nhạy cảm. Đương nhiên chúng ta rất muốn sự công bằng, nhưng đôi khi những tình huống nhạy cảm đó sẽ mang đến những sự tranh cãi. Và nếu vừa qua như tôi đã nói, câu lạc bộ Hải Phòng mà họ không có được chiến thắng, không có được 3 điểm thì khẳng định rằng trận đấu vừa qua sẽ còn nhắc đến rất nhiều. Và lời qua tiếng lại sẽ còn phải nhắc đến rất nhiều nữa, thậm chí sẽ là những câu chửi bới. Chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy những điều đó thôi, đúng không ạ? Và quý vị bạn nhận xét như nào về thông tin này thì cũng hãy để lại một like và một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuấn Lái nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tuấn Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuấn Bóng Đá.